Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thương hiệu nhớt Motul. Đây là một thương hiệu họ đã tổng hợp những cái công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất, kết hợp cùng với những chất phụ gia đặc biệt để làm ra nhiều cái dòng nhớt khác nhau. Trong đó nổi tiếng nhất đã gây nên một tiếng vang lớn trong cái ngành công nghiệp về nhớt, đó chính là dòng nhớt Motul 300V này đây. Vậy thì câu hỏi chúng ta cùng đặt ra cho nhau ngày hôm nay, đó chính là dòng nhớt Motul 300V thật sự là phù hợp với những cái dòng xe nào? Để trả lời cho cái câu hỏi này, trước tiên chúng ta hãy đến với bề dày lịch sử của cái thương hiệu nhớt Motul này, cũng như là những cái công nghệ mà cái dòng nhớt này đã đạt được là gì. Sự đặc biệt của 300V đó chính là Motul đã áp dụng đầu tiên vào cái sản phẩm này, đó chính là cái công nghệ là Estercord. Cái công nghệ này sẽ đem lại khả năng là bôi trơn hiệu quả hơn nè, giảm ma sát và giảm độ mài mòn cho động cơ và lẫn hộp số. Wow! Ngoài ra thì cái dòng nhớt này nó còn những cái thông tin gì nữa thì bây giờ Vinh sẽ liệt kê đến cho các bạn. Về dòng nhớt Motul 300V này, nó sẽ tạo ra một sự bôi trơn vô cùng hoàn hảo dành cho các động cơ 4 thì, trong đó có xe đua nè, xe phân khối lớn hoặc là xe địa hình. Ví dụ như những thương hiệu là Ducati, Honda, Yamaha hay là BMW, Kawasaki vân vân, một mẹ may rất là nhiều những thương hiệu. Cùng với đó là sử dụng cực kỳ tốt cho những cái dòng xe phân khúc nhỏ, ví dụ như dùng để đi tour hay là chạy tốc độ cao, những dòng xe mà chúng ta thường thường mới vận hành ở công suất cao như là những mẫu công tay Winner nè, Estercord hay là Sa Chia thì rất phù hợp đối với cái dòng nhớt Motul 300V này. Dòng nhớt Motul 300V 10W40 thuộc loại nhớt tổng hợp 100% là giúp động cơ vận hành bền bỉ trong mọi điều kiện địa hình và thời tiết khác nhau. Còn có những ưu điểm cực kỳ tốt, ví dụ như là khả năng chịu nhiệt độ cao nè, giúp động cơ hoạt động tối đa công suất, thậm chí là trong nhiều nghiên cứu còn có thể tăng mã lực cho xe đến 1,3% nữa đó nha các bạn. Giảm tiếng ồn động cơ khi vận hành nè, hạn chế hiện tượng hụt nhớt là động cơ và tiêu hao quá nhiều nhiên liệu. Chất lượng của nhớt luôn trong tình trạng ổn định ở mọi điều kiện khác nhau. Thời gian sử dụng của dòng nhớt này là cực kỳ cao luôn nha các bạn, là từ 3.500 cho đến 3.700 km chúng ta mới phải thay nhớt. Chính vì sở hữu những công nghệ vượt trội và ưu điểm tiên tiến mà dòng nhớt Motul 300V này được xem là một người bạn đồng hành lý tưởng dành cho những mẫu xe phổ thông cho đến dòng xe phân khối lớn. Dòng nhớt Motul 300V này sẽ có giá là 425.000 dành cho bình có dung tích vào 1 lít. Ngoài ra thì đối với những bạn nào mà chúng ta sử dụng những cái dòng xe mà có nhớt chiếc lẻ, ví dụ như là Winner, Sa Chia hay là Sonic thì chúng ta cũng có thể ghé shop 2bánh để mua những cái nhớt chiếc lẻ này nha. Một bình 100ml của 300V chỉ có giá là 49.000 mà thôi. Thì các bạn thông cảm một tí xíu, tiếng xịt xịt lúc nãy là những anh thợ đang kỹ thuật đang làm xe ở ngoài đó, cho nên các bạn thông cảm dùm video clip này một xíu nha. Thì nhìn chung lại thì cái dòng nhớt này được nhiều người đánh giá là có giá hơi cao, nhưng chúng ta đừng nhìn vào mức giá của nó mà chúng ta hãy nhìn vào những công nghệ mà Motul đã áp dụng cho cái dòng nhớt này. Nó rất là hoàn hảo để chúng ta bảo vệ cái động cơ của xe của mình. Thì ngoài cái dòng nhớt Motul 300V này ra thì các bạn thấy đó, sau lưng Vinh còn rất nhiều những cái sản phẩm khác về vỏ xe nè, về nhớt, có nước mát, bôi trơn và vệ sinh sơn luôn nha. Và những cái sản phẩm khác như là đồ chơi nè, phụ tùng thay thế, tất cả đều trên kệ và đang chờ các bạn đến để thay thế, để chúng tôi có thể chăm sóc cho chiếc xe của mình. Còn các bạn nào mà muốn biết thêm về những sản phẩm gì nữa hãy comment bên dưới. Với phương châm uy tín, chất lượng và giá thành tốt là 3 tiêu chí được shop 2bánh đưa lên hàng đầu, cộng với đó là đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm đã giúp cho 2bánh có được sự tin tưởng của khách hàng trong nhiều năm qua. Các bạn muốn mua hàng online có thể liên hệ với số hotline là 0938 820202, hoặc các bạn có thể đến trực tiếp tất cả các chi nhánh của shop 2bánh. Địa chỉ Vinh sẽ bỏ bên dưới phần mô tả. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.